Chào các bạn nhé, hôm nay mình làm món xương xương hầm ấy, xương nấu canh củ cải ấy. Làm món canh xương xương mình mua cái loại xương xương bánh chè này, các bạn này, hầm nó ngọt nước, nó mềm, nó nhanh 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 nhừ hơn đó, các bạn nhé. Đó, mua 7 lạng xương này, hầm với 3 củ cải, đây gọi là nấu canh Nấu canh canh. củ cải các bạn ạ. Bây giờ mình mới rửa xương. Rửa xương xong bắt đầu mình mới xương, các bạn. Rửa xương một tí nữa mình mới cho vào xương, cho ít muối vào em ạ. Muối vào các bạn. Mình mới rửa nước muối, rửa sạch rồi, rửa nước muối qua nước muối rồi. Bây giờ là cái nước sôi này, mình cho vào đây mình trụng rồi các bạn này. Đó, mình trụng vào đây nha các bạn nhá. Mình trụng cái này để nó hết cái mùi tanh của heo các bạn ạ. Đó. Người ta nấu ở những con bún cũng vậy đấy các bạn. Những người mà mình để mình thấy người ta nấu ở trong cái con bún ấy, là người ta đang trụng như vậy em ạ. Trụng như vậy để cho nó hết mùi hôi của heo đó các bạn nha. Trụng đó, các bạn thấy nó ra cái nước đen đen không? Chả biết nước gì nhưng đen đen như em nhỉ. Đó, đúng không? Trụng vậy bớt cái xương ra đây các bạn nha, sạch sẽ hơn này. Đúng rồi. Mình bây giờ mình mới ấy xương rồi này, mình trụng xương qua nước sôi rồi này, bây giờ mình mới đổ vào đây xo này lại em nhá. Ướp. Bây giờ mình mới ướp này, ướp là mình cho một ít dầu ăn vào nhá, cho một ít dầu ăn vào, không có dầu ăn cái xương này nó không có ấy em ạ, nó còn mỡ, mỡ mắm này, nước mắm nha các bạn nha. Đây gọi là nấu canh em ạ. Nấu canh củ cải với xương. Đúng rồi. Cho một ít bột ngọt. Cái xương này nó ngọt lắm, cho ít bột ngọt. Ít thôi. Rồi, mình cho một tí rượu trắng vào em ạ. Cho tí rượu trắng vào nha các bạn nha. Trắng vào là để cho nó vừa thơm vừa tốt cho sức khỏe. Nó vừa thơm mà nó giảm đi cái mùi của heo. Nó thơm lắm, cho cái rượu nó thơm lắm. Chúng ta không uống được rượu là người ta cho vào đồ ăn nấu vậy đấy. Đó, bạn nhá. Đậy vào, ướp hả? Em ạ. Ướp 15 phút. Ướp 15 phút đúng không? Đấy. 15 phút. Giờ mới rửa cái này. Rửa rồi em, rửa sạch rồi á. Sạch chưa? Ừ, rửa sạch rồi. Rửa rồi hả? Ừ, rửa sạch rồi, anh cắt rồi thôi. Hả? Bây giờ chỉ anh ra cắt khúc ra thôi. Cắt khúc hả? Đấy. Củ cải mình cắt ra thế này các bạn này. Đó. Củ
cái là mình mua cái loại củ vừa vừa thôi các bạn ạ, nó không có rỗng em ạ. Đi chợ là phải mua những cái củ cải nó nhỏ thôi, nó đặc em ạ. Còn cái củ to kia là nó rỗng lắm mà mình chưa nói đến cái chuyện phun thuốc kích thích em hiểu chưa. Còn củ cải nhỏ nhỏ này là củ cải của nhà vườn đó các bạn. Cái canh này các bạn ạ, canh củ cải trắng này mới lại hầm với xương này ăn rất tốt. Mà thận đấy các bạn ạ, thận là thích củ cải trắng này lắm em ạ. Đàn ông cũng vậy, đàn bà cũng vậy, cái thận là nó ưa củ cải trắng này. Ăn củ cải trắng này là tốt cho thận. Thận rất thích củ cải trắng. Nên là canh củ cải này với xương nó rất bổ. Nhưng mà canh củ cải này, lúc nãy anh kiếm cái đuôi heo, không có đuôi heo. Đuôi heo người ta dặn người ta mua hết rồi sao không có. Đúng rồi, người ta dặn trước rồi. Bạn ạ. Mình mua ba cái củ cải này. Mua ba củ anh thấy, em thấy anh mua củ cải ngon không? Nó đặc cái này đó, đúng không? Bạn ạ, bây giờ mình bắt đầu mới ướp được 10 phút rồi, bây giờ mình mới bắt đầu đun nha các bạn nha. Mình đun xong là mình xào cho nó săn miếng thịt lại các bạn ạ. Xào cho nó săn miếng thịt lại bắt đầu mình mới cho nước vào mình đun khoảng tầm 20 phút 20-25 phút xong bắt đầu mình mới cho củ cải vào em ạ. Củ cải nó nhanh nhiều hơn xương. Không phải là hầm mà gọi là nấu canh củ cải em ạ. Cái hầm thì nó khác, hầm thì đúng là mình mua trên giò phải hầm củ cải thì cũng được. Cái xương này nó mềm hơn các bạn. Xương nó nhanh. Cái xương bánh chè này nó ngọt. Cái xương bánh chè này nó ngọt, ngọt nước. Mấy quán hủ tiếu ấy, là người ta thích mua cái xương này về người ta nấu này. Nó nhanh mềm, mà cái thịt nó cũng ngọt. Xương lại sụn sụn nữa. Ui giời ơi, được khoảng 25 phút. 25 phút rồi các bạn. Đó đây này. Đây, quay đây này. Đấy, miếng thịt nó đã bóc vào này em này. Nhanh, cái này nó nhanh nhừ. Đấy, các bạn này thấy ngon chưa? Dắp ra khỏi xương. Đó, bắt đầu nó béo béo này các bạn này. Nhưng mà ai mà đông người thì nấu tùy theo gia đình nhé các bạn nhé. Nhưng mà mình thì có hai vợ chồng thôi. Nấu nhiều quá ăn không hết các bạn ạ. 7 lạng xương, 3 cái củ cải nhỏ này nữa. Cái củ cải này phải mua củ cải như mình nói ấy. Nó mới ngọt, nó mới đặc, nó mới chắc cái củ cải. Còn củ cải mà nó to như bắp chân á, có củ như bắp chân đấy à. To lắm củ. Trong nó rỗng. Củ cải này những ai phụ nữ thích mê to. những người mà thích mê hàng to. Không to thích... vậy cũng không ngon. Vậy hả? Sao anh to. Nghĩ là phụ nữ cái gì thích to. To quá không ngon. Các bạn nha, lại đun, mình đậy lại nha. Cho củ cải bây giờ mình đun khoảng cỡ tầm 20 phút nữa đây, hơn 1 tiếng là được các bạn ạ. Đó, xong mình mới tí nữa mình mới nêm nếm vào, mình mới cho gia vị thêm vào nha các bạn nha. Đó. Ui giời ơi các bạn ơi. Thơm quá. Nó thơm, nhừ hết rồi các bạn ơi. Đó, củ cải nó chín rồi này các bạn ạ. Chín rồi. Mềm hết rồi. Bây giờ bắt đầu mình mới cho gia vị. Đây là ngò gai này các bạn này. Ngò gai. Ngò gai với hành lá. Hành lá. Mấy cái gì nữa? Ngò gai và hành lá thôi. Hai thứ luôn hả? Ừ. Có cả ngò kia nữa mà. Ngò kia lại không cho. Chưa hả? Hai thứ thôi. Có thơm mà mới ngon. Nhiều gia vị và nó mới ngon đi. Anh xin lấy cái ngò kia về để anh tính cho vào đây. Cái ngò kia mà hầm xương là cho vào nó thơm. Cái ngò đó ngoài Bắc gọi là mùi ấy. Cái mùi ấy. Đó các bạn ơi. Thơm đó.
được thịt đã chưa? Thịt đây, mềm này các bạn này. Mềm. Đó. Mềm dóc cả xương rồi đấy. Hết xương rồi. Đi, mềm. Anh ngọt lắm. Nên nếm thêm vừa chưa? Rồi, nên nếm được rồi. Múc ăn múc là ăn thôi. Không còn gì. Đấy, sục 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 đều chưa các bạn? Sục 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 chưa? Hai vợ chồng làm một nồi. Một nồi luôn. Ui giời các bạn. Thơm ngon quá. Nóng hổi luôn. Thơm ngon nóng hổi luôn. Mở ra thơm lừng. Thơm lừng, bố xương, nó mềm hết các bạn ạ. Cái này là vừa ăn nó mềm quá không ngon. Nó mềm quá không ngon các bạn. Xương hầm củ cải nó lại nhanh mềm. À đúng rồi. Hầm củ cải nó có cái củ cải nó có chất axit hay sao? Nhiều quá nhỉ em. Nhiều xương quá. Ăn cả ngày luôn, hai vợ chồng. Quá nhỉ. Ngọt quá các bạn. Ngọt quá. Đấy. Mình múc ở đây mình ăn ở đây. Ăn một miếng ở đây. Mình miếng to to quá. Ngon lắm các bạn. Đó, đó. Thơm quá. Mời các bạn nhá. Mình mời các bạn nhá. Mời các bạn nhá, mình ăn thử miếng củ cải là nó ngon nó mềm không? Mềm chưa? Mềm chưa? Bỏ miệng, trôi. Anh ăn trôi luôn. Xương xem mềm chưa? Xương hả? Ừ. Đấy. Đấy. Xương. Mềm. Ngon. Ngon nè. Mềm. Ăn luôn. Ngon lắm các bạn ơi. Ngon. Ngon. Ngon các bạn. Đã mềm. Ngon. Ngọt của củ cải. Đúng rồi, ngọt ngọt của củ cải. Thơm thơm. Và béo của xương. Ăn cái này là thận. Ăn củ cải là thận tốt lắm rồi các bạn ạ. Mềm luôn. Mềm hết. Nên mềm. Ngọt lắm. Rồi chào các bạn nhá. Chào các bạn. Chúc bạn ngày vui vẻ nhá. Rồi chào các bạn. Các bạn nhớ và ủng hộ kênh cho vợ chồng mình nhé.